Xin chào tất cả các chị em. Ngày hôm nay thì Nga đang rất là vui. Chính vì vậy là Nga làm cái clip review này để chia sẻ cho các chị em về một cái vấn đề rất là quan trọng, đó chính là da. Trong cái mấy ngày vừa rồi thì mọi người có thể thấy là Nga đã chia sẻ cái hình ảnh mà với làn da căng bóng của mình ở trên Facebook. Vậy thì làm thế nào để có làn da đấy? Thì bản thân Nga là cái người rất là thích chăm sóc da và tìm hiểu những cái sản phẩm về da. Vậy nên rằng là Nga đã tìm hiểu những cái sản phẩm ở trong nước có hay nước ngoài có. Nhưng mà có một cái sản phẩm mà Nga cảm thấy khi dùng một cái Nga rất là ưng ý, đó chính là siêu tinh chất keo ong Apofur. Đây chính là sản phẩm đấy. Thú thật với mọi người, lúc đầu ấy thì Nga cũng hơi nghi ngờ về cái tính chân thật của sản phẩm, không biết là dùng có thích không. Nhưng mà khi mà Nga đã tìm hiểu thì Nga thấy rằng đây là sản phẩm của công ty GHB của Ngọc Trinh phân phối và có đại sứ thương hiệu là bạn Harry Won. Chính vì vậy là khi mà Nga dùng, Nga cảm thấy rằng là yên tâm lên phần nào. Sau khi đó Nga dùng khoảng 3 ngày thôi thì cái cảm giác, cái cảm nhận của Nga cảm thấy thực sự thoải mái, yên tâm, bởi vì là da của mình nó sáng dần lên. Và mọi người biết không, cái bộ sản phẩm này thì không phải chỉ có cái lọ nhỏ nhỏ ở đâu mà còn có một cái máy điện di tinh chất Miu. Khi mà mọi người mua sản phẩm này, nếu mà mọi người mua 2 bộ thì sẽ được tặng kèm cái máy này nữa mọi người ạ. Thì để làm thế nào mà để mọi người biết được các cái tính năng cũng như là cái cách sử dụng như nào thì một lát Nga sẽ chia sẻ tiếp nhé. Theo như Nga tìm hiểu ấy, thì keo ong là một cái thành phần rất tốt cho làn da. Và tất cả những cái keo ong làm cho làn da của mình trở nên sáng mịn hơn, hồng hào hơn và đặc biệt là hết tàn nhang và nám. Chính vì vậy khi mà Nga dùng cái bộ Apofur này thì Nga cảm thấy rất là yên tâm. Cái bộ sản phẩm này như mọi người thấy thì có cái hộp rất là đẹp này. Ở trong thì có 10 tuýp. Mỗi một tuýp thì dùng được 3 lần. Khi mọi người dùng thì nó hoàn toàn là được tiệt trùng và rất sạch cho làn da. Và đặc biệt là với các chị em mà thường xuyên phải đi xe máy hoặc là gặp khói bụi làm cho làn da của mình trở nên thô ráp, thì khi dùng cái bộ sản phẩm này sau 7 đến 10 ngày sẽ giúp da của mình nên mịn màng hơn và trắng sáng hơn. Đấy chính là cái bí mật cũng như là cái bí quyết của Nga. Mà trong suốt thời gian vừa rồi khi mà Nga đi đâu gặp ai, mọi người cũng khen là ơi tại sao da dạo này đẹp thế, mịn màng thế, mặc dù trước đây Nga thường xuyên phải trang điểm này, thường xuyên phải gặp rất là nhiều những cái vấn đề về da. Nhưng khi sau khi mà Nga sử dụng cái bộ Apofur này thì Nga cảm thấy là những cái vấn đề đấy nó được giải quyết rồi. Trước khi sử dụng sản phẩm ấy thì mọi người nhớ là phải tẩy trang thật sạch, dùng những cái sữa rửa mặt để làm cho cái mặt của mình không còn bụi bẩn nữa. Đấy là cái điều căn bản cũng như là điều đầu tiên để giúp da trở nên mịn màng. Và như mọi người thấy thì da của Nga lúc nãy Nga đã rửa mặt sạch rồi và bây giờ hoàn toàn không có một chút trang điểm nào ở trên da. Và bây giờ Nga sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng nhé. Bây giờ thì là đến cái bước sử dụng sản phẩm Apofur này. Thì đầu tiên mọi người sẽ mở nắp cái sản phẩm này. Một cái tuýp này thì mọi người sẽ dùng được khoảng 3 lần. Đó, sau đó mọi người để cái nút này vào đây và bơm ra một chút ra tay thôi. Nga sẽ dùng cho nửa mặt ở bên phải trước. Đó, khi mà cái tinh chất này đi vào da một cái cảm nhận đầu tiên của Nga là nó rất là mượt này, mịn màng này, da của mình như được cấp ẩm luôn vậy. Đó, mọi người thấy không? Nga dùng cho một nửa bên mặt phải của mình thì một lát nữa nó sẽ khác hẳn với cả một nửa bên mặt trái vì nó được cấp ẩm, cũng như là cái da của mình nó sẽ bớt nám và tàn nhang hơn. Đó, mọi người bôi trên cả trán, trên cả vùng quanh mắt. Theo như mình tìm hiểu, keo ong là một thành phần rất tốt cho làn da. Nó không chỉ có tác dụng là mờ nám, tàn nhang, se khít lỗ chân lông, làm cho da mình căng bóng nữa. Sau khi mà mọi người bôi cái lớp keo ong tinh chất Apofur này lên da rồi thì bước tiếp theo là mọi người sẽ dùng cái máy điện di Miu này. Máy điện di Miu này thì có hai nước, một là bước nóng và hai là bước lạnh. Đầu tiên thì mọi người sẽ khởi động cái máy này lên này. Đó, sau đó là mọi người sẽ sử dụng lớp nóng trước. Cái bước nóng này sẽ giúp da của mình có thêm cái gọi là nở lỗ chân lông ở dưới da hơn, giúp da của mình sẽ hấp thụ cái lớp keo ong ở dưới da và sau đó những cái tinh chất của cái bước keo ong ấy nó sẽ làm cho cái da của mình nó sẽ hấp thụ rõ hơn, làm cho cái da của mình mờ nám, mờ tàn nhang và sau đó là những cái collagen ở dưới da nó sẽ được tập trung lại, giúp da của mình trẻ hóa hơn. Cái bước này thì mọi người có thể dùng từ 1 đến 2 phút nha mọi người nha. Đó, sau khi mà mọi người dùng từ 1 đến 2 phút thì mọi người sẽ chuyển sang cái bước là lạnh. Cái bước lạnh này hết sức là quan trọng, không kém gì cái bước nóng. Nó làm se lỗ chân lông của mình lại, giúp cái khóa ẩm lại và giúp tất cả các cái tinh chất nó không bay đi và nó làm cho cái da của mình
nó giữ lại hết tất cả những cái tinh chất ở dưới da. Cái bước này thì mọi người có thể sử dụng khoảng từ 30 giây đến 1 phút nhé. Đó. Đây chính là cái máy mà làm cho Nga cảm thấy rất là thích, bởi vì sau khi mà một ngày làm việc mệt mỏi, mình không cần phải đi spa nữa và chỉ dùng cái máy điện di này thôi. Đấy. Như mọi người thấy là sau khi mà Nga dùng nửa bên mặt bên phải thì rõ ràng là có sự khác biệt rõ rệt đúng không ạ? Bên này da căng mướt hơn, bóng mịn hơn và đặc biệt là nó trắng hồng hơn đúng không? Và điều quan trọng tiếp theo đó chính là mọi người sử dụng một nửa bên mặt còn lại. Và bây giờ thì điều quan trọng nhất đó chính là mình hãy sử dụng cho nốt phần bên mặt còn lại. Hy vọng là với chia sẻ vừa rồi của Nga thì đã giúp được rất nhiều những chị em có mong muốn làm đẹp da, hết nám và tàn nhang như là Nga vậy. Và tất cả những chị em nào bận rộn quá không đi spa thì nhớ đến cái sử dụng cái bộ sản phẩm này nhé. Mọi người ơi, cái bộ sản phẩm Apple Pure này với một cái set có 10 lọ như này thì có giá là 3.990.000. Và Nga nghĩ rằng đây là một cái bộ sản phẩm hết sức là tốt cho da, thì cái giá đấy hoàn toàn hợp lý. Và nếu như mọi người mua hai bộ này thì mọi người sẽ được tặng một cái máy điện di Miu. Cái bộ máy này thì cực kỳ là thần thánh, khi mà dùng kết hợp với cả cái Apple Pure này thì nó sẽ tạo nên cái da của mình như là mọi người đang thấy. Xin chúc mọi người sẽ có những năm tháng với làn da đẹp của mình.